cố lên. Ơ kìa Duy, sao thế? Nào, thêm một đoạn nữa. Về thôi bố, con không chạy nữa đâu, mệt lắm. Kìa con, mới tập thể dục có một đoạn thôi mà, chạy thêm một đoạn nữa nhá, đi. Con không chạy nữa đâu, mệt lắm. Thôi, chạy thêm một đoạn nữa cho đỡ bị bệnh béo phì nhá. Ra đầu phố có cái siêu thị, bố mua siêu nhân cho con nhá. Con không thích siêu nhân đâu, con thích ô tô điện cơ. Thôi được rồi, bố sẽ mua ô tô điện cho con nhá. Thôi đi, chạy thêm một đoạn nữa nào. Con không chạy nữa đâu, con đói. Cái thằng này. Thôi được rồi, con ngồi đây đợi bố một lát nhá. Ngồi đấy đấy. Anh ơi, anh mua gì? Bán cho tôi 4 cái bánh rán. 20.000 anh ạ. Dạ, tôi gửi. Em xin. Chống đói đây. Đây, bố mua bánh rán cho con. Bây giờ mình ăn xong rồi mình đi bộ thôi, không chạy nữa nhá. Lại bánh rán. Duy, mày làm cái gì đấy? Cái tay này. Láo ơi, tại sao mày lại hư đồ như thế hả? Mày nhịn nhá, không còn uống gì cả. Đi về, đi. Sợi đi. Con biết cái. Chú cảm ơn. Này, con gái. Chú mua một chục tờ vé số. Thế bao nhiêu tiền hả cháu? Cháu không nói được à? Thôi được rồi. Đây, cháu cầm lấy. Chú mua mấy tờ này nhá. Không phải trả lại tiền đâu. Số tiền còn lại chú cho mua quà nhá. Trả lại hả con? Ông ơi, con không lấy lại tiền thừa đâu. Số tiền này ông mua quà cho cháu nhá. Vâng, xin anh. Tớ tặng bạn này. Bạn ăn đi, bánh rán ngon. Mình về đi ạ. Con chào ông. Con chào ông ạ. Cảm ơn hai bố con. Bố ơi, con xin lỗi bố. Hôm nay con bị làm sao ấy. Biết lỗi là tốt rồi. Thôi, bây giờ hai bố con mình lại chạy một vòng cho đỡ béo phì nhá. Vâng ạ. Đi thôi con.